Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phối hợp cùng Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam khai mạc tuần lễ chuyển đổi số Huế 2022 với chủ đề Chuyển đổi số tạo đà đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội. Sự kiện diễn ra trong 3 ngày, từ 17 đến 19 tháng 8 với 6 phiên chuyên đề, 3 tọa đàm chuyên sâu cùng 25 gian hàng với nhiều nền tảng, giải pháp số tiên tiến. Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá cao nỗ lực thực hiện chuyển đổi số của Thừa Thiên Huế và kỳ vọng địa phương sẽ từng bước kiến tạo một mô hình chuyển đổi số cấp tỉnh điển hình, lấy người dân làm trung tâm phát triển kinh tế xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tuần lễ chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế 2022 hướng đến công tác chuyển đổi số cho các cơ quan doanh nghiệp một cách thực chất, hiệu quả với các chương trình tư vấn chuyển đổi số, chia sẻ kinh nghiệm và trải nghiệm các giải pháp số. Đây sẽ có được những tham vấn nhằm xây dựng chiến lược chuyển đổi số trong giai đoạn mới cho Thừa Thiên Huế nói riêng và các địa phương nói chung.